Xin chào chị em. Hôm nay tiếp tục cái hành trình quan sát phân tích đúc kết cuốn Cổ học tinh hoa, có câu chuyện tài nghệ con lửa. Thì câu chuyện kể rằng là ở đất Kiềm nọ, xưa nay vốn không có lửa, có người hiếu sự đấy, tải một ít lửa đến đấy nuôi. Lửa thả dưới chân núi, ở buổi đầu thì hổ trong núi ra không thấy lửa, cao lớn lực lưỡng, tưởng là loài thần vật mới giáng sinh. Đã thấy lửa kêu to nên hổ sợ quá cong đuôi chạy. Dần dần về sau hổ nghe quen tiếng, thấy lúc nào lửa cũng kêu, kêu cũng thế, lấy làm khinh thường. Một hôm hổ thử vờn nhảy xông vào đầu lửa, lửa giận quá giơ chân đá, đá đi đá lại quanh quẩn chỉ có một ngón đòn mà thôi. Hổ thấy vậy mừng bụng bảo dạ rằng tài nghệ con lửa ra chỉ có thế mà thôi. Rồi hổ gầm thét chồm lên, vồ lửa, cấu lửa, cắn lửa, ăn thịt lửa, đoạn rồi đi. Thôi câu chuyện này thì cái nhất góc nhìn cá nhân tôi thấy rằng là có rất là nhiều người thì ở góc độ họ nói rằng là tôi rất là xịn sò, rất là đẳng cấp, rất là hay ho, nhưng đấy là nói bằng mồm. Và thậm chí họ tìm cách marketing để quảng cáo, và thực ra bên trong họ không như vậy. Đấy, giống như tiếng lửa kêu to vậy, và nhiều người thấy nghe lúc đầu kinh thế khiếp thế, sau đó thời gian hóa ra không như vậy đó. Sau gặp những thử thách cuộc đời, có thể là chúng ta không nói con hổ vồ vập mà là thử thách cuộc đời đấy, tả vung vô tả tơi. Chúng ta lấy ví dụ là nhiều nhiều con, tức là nhiều nhiều đứa trẻ sinh ra trong cái gia đình nhung lụa, được cha mẹ trong nền tảng là bố làm tỷ phú này, mẹ thế này kia này, nhưng mà có thể trong quá trình đó ông bố bà mẹ đã không có rèn cho đứa con đó cái bản lĩnh để có thể là chúng ta gọi là thường ra tài, ý là bản lĩnh để giả sử đi, ông bố bà mẹ gửi cho vài triệu đô đấy, ví dụ ông bố bà mẹ có nhiều tỷ đô gửi cho vài triệu đô, và đứa trẻ đó có thể hồi bé nếu mà không có luyện thường xuyên thì chẳng khác gì đến lúc mà nhận lãnh rất nhiều tiền về, rồi có rất nhiều thất bại, rất nhiều cái trải nghiệm trong đời, thì nó không khác gì là bên trong là lửa chỉ kêu to mà thôi, không có nội lực vững mạnh như vậy. Và cũng như vậy, có nhiều đứa trẻ có vẻ thì sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không có gì nghe kêu to hầm hố tưng bừng ngay từ đầu cả, nhưng rất là nỗ lực học hỏi đào luyện tăng trưởng lên, và sau này trở thành người rất là thành công hơn. Góc nhìn của cá nhân tôi thì tiếp tục là nếu góc nhìn của một cái chuyên gia thì chúng ta quan sát thấy là nhìn góc nhìn xa xưa là chúng ta nhìn được con lừa là to vạm vỡ đúng không? Tiếng kêu rất là to, thì phải chăng là góc nhìn của những cái bậc giác ngộ nói rằng là con người ta hướng bên ngoài quá nhiều, làm sao để tô vẽ cái gì đó bên ngoài quá nhiều, thì mài chăm chút cái vẻ ngoài, cái gì đó bên ngoài, thành công của bên ngoài, hạnh phúc của bên ngoài, và đến ngày họ thấy trống rỗng. Có những người kiếm được rất nhiều tiền, rất thành công nhưng mà không có hạnh phúc, và bản chất ở đây là họ hướng bên ngoài quá nhiều. Đấy, thì cái vỏ bên ngoài chưa chắc thực sự như vậy đó. Vậy nên là khi cuộc đời bắt đầu có những cái va đập thử thách lớn, họ có thể nhận ra là ô, hình như là họ thiếu cái việc là cần phải đi vào bên trong nhiều hơn. Có một câu chuyện ngày xưa là có những con quỷ chơi với con người, chơi đùa con người, và chơi lúc nào cũng thế con người thắng. Thế là quỷ dối, bắt đầu đến hỏi hỏi cái quỷ vương ấy là không hiểu sao con người hay chơi lúc nào cũng thắng thế, vậy làm thế nào để chơi con người thắng. Thì con quỷ, tôi không nhớ là con quỷ hay là thực tế, câu chuyện vui đó là bảo là bây giờ nhá, hãy giấu hạnh phúc, hãy giấu hạnh phúc con người vào bên trong họ, thì đó họ tìm được. Thế là từ đó bắt đầu quỷ con bắt đầu giấu giấu cái điều đó vào bên trong con người, họ bắt đầu tìm đủ thứ thành công ở bên ngoài, cái gì ở bên ngoài. Sau đó đến ngày họ quên mất là tất cả thứ đó có bên trong mình sẵn rồi, chỉ quay vào bên trong học cách hiểu chính mình hơn, cái lối sâu bên trong nhiều hơn mà thôi. Đó là điều góc nhìn của những cái bậc minh triết đã để lại. Còn góc nhìn xã hội chúng ta thấy đúng không? Rất nhiều người là chúng ta nói là rất là nhiều cái sản phẩm ngoài kia, họ nói tôi, họ công bố hung hồ là chúng tôi thay đổi cái này, thay đổi cái kia rất là lớn, và họ nói rằng sản phẩm chúng tôi cực kỳ chất lượng, nhưng sâu trong họ là rất là yếu. Chỉ có một cái, đôi khi là chất lượng họ không tuyệt đỉnh như vậy, chỉ có một thứ nhỏ nhỏ chất lượng thôi, còn lại nhiều thứ cũng bình thường. Họ nói họ quảng cáo quá lên, nói quá lên, và đến lúc là khách hàng trải nghiệm thực tế, và có những cái
có những cái sản phẩm ngoài kia còn chất lượng cao nữa, nhưng không phải lúc nào cũng cũng kêu to như vậy đấy. Và thậm chí có rất nhiều ngó đòn giống như kiểu là hổ vậy, đúng không, giống như hổ trong rừng vậy. Thì đôi khi họ bước ra ngoài thị trường ấy, chỉ một vài thời gian sau đó họ tay tua luôn, tay tua luôn, giống như chú lừa bị thịt thị trường rồi, chính xác họ tự giết họ. Nhưng có những chú hổ thì rất là hung mạnh, tôi luyện cái nội lực bên trong, có những rất nhiều, không chỉ một tuyệt chiêu và nhiều tuyệt chiêu để tôi luyện nó, và rất là hung mạnh, thì sau đó thì thành công hơn, phát triển hơn. Thì đó là vài góc nhìn trong cái câu chuyện này, lần đầu nó nghe lần đầu câu chuyện này sẽ cần đào sâu nữa. Thì quay lại là tài nghệ con lừa, thì chúng ta làm thay vì luyện tài nghệ con lừa thì có thể luyện tài nghệ như chú hổ vậy, dũng mãnh hùng dũng và có nhiều ngó đòn. Hổ không chỉ chạy nhanh, không chỉ vồ chuẩn, và có nhiều, rất nhiều cái dũng mãnh đó, khả năng bền bỉ kiên trì rất là lâu đó. Đấy là một vài cái chia sẻ. Vậy thì ứng dụng điều gì, điều này như thế nào? Nên cá nhân tôi thấy rằng là để luyện cái tài nghệ thì mình luyện tài nghệ thực dụng, dành thời gian công sức mài dũa thực sự. Thì nếu cái người mà chỉ có một vài cái cơ bản nữa, không có gì nhiều ngón đòn, với chú lừa đá như vậy, chỉ có một cái thứ cơ bản trung bình như thế, thậm chí là không linh hoạt, mắc dính mắc cứng nhắc như vậy, thì khó có thể thành công trong đời này được. Thì con người ta nên luyện cái tài nghệ của mình có thể ứng biến trong nhiều tình huống khác nhau, luyện cái tài nghệ của mình, và ngoài ra còn luyện cái nội lực mạnh thâm thâm hậu thâm hậu, tức là mình sẽ không chỉ luyện cái về hét to dáng vẻ bên ngoài, mà luyện cái nội công của mình mạnh hơn, vững hơn, để khi gặp những cái thử thách lớn trong cuộc đời của mình vững vàng vượt qua. Thì rèn nội lực có rất nhiều cách, thì trong đó có một cách là mình có là quay về bên trong nhiều hơn, thiền Vipassana, thực hành quan sát tâm hàng ngày, rèn những cái việc khó hàng ngày, và kết nối sâu với việc là rèn trí tuệ, rèn đạo đức, rèn nghị lực hàng ngày. Và để rèn được hiệu quả thì không chơi cả ba cột cùng lúc, mình vẫn rèn cả ba, nhưng mà cái mức độ mạnh, cường độ tập trung mạnh là nên chọn ưu tiên một cột trong quá trình đó. Dĩ nhiên vẫn còn hai cột kia, rèn cả đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Ok, đó là cái phần chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe trong cái video này. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.